cái vấn đề dùng kháng sinh thì rõ ràng là một cái viêm mũi dị ứng mà không nhiễm trùng chắc chắn chúng ta không sử dụng kháng sinh. Vì vậy khi nào thì chúng ta sẽ sử dụng kháng sinh thì người ta khuyến cáo rằng là một số trường hợp viêm mũi xoang dị ứng nếu mà chúng ta có bội nhiễm kèm theo. Những cái khi nào thì chúng ta nghĩ bội nhiễm thì chúng ta sẽ dựa vào những triệu chứng lâm sàng như chúng ta nội soi thấy có dịch đục hoặc là bệnh nhân bắt đầu có nhức mặt, có hiện tượng tắc xoang, có bạch cầu cao, có những dấu hiệu nhiễm trùng. Thứ hai là một số trường hợp chúng ta đã kiểm soát đúng như phác đồ hướng dẫn nhưng mà cái triệu chứng vẫn không có kiểm soát được. Và những trong những trường hợp này thì người ta khuyến cáo là có thể chúng ta chụp cái X-quang thường quy về cái thiên xoang để chúng ta coi thử những cái xoang có bị tắc và có nhiễm trùng hay không. Và đặc biệt quan trọng thứ ba là chúng ta dựa vào kinh nghiệm lâm sàng. Thì đây là một cái hướng dẫn điều trị của viêm mũi xoang cấp mà có nhiễm trùng. Thì theo cái Hiệp hội Bệnh truyền nhiễm của Hoa Kỳ 2012 thì họ cho rằng là cái nhóm của amoxicillin với lại clavulanate đó là cái kháng sinh đầu tiên khi mà chúng ta nghĩ rằng bệnh nhân này có bội nhiễm kèm theo. Và cái liều khuyến cáo ở trẻ em là rõ ràng là cái liều chọn lựa đầu tiên đó là cái amoxicillin kết hợp với clavulanate ở cái nồng độ, ở cái liều là 45mg/kg trên ngày và sử dụng 2 lần một ngày là cái liệu pháp đầu tiên. Thì sau 3 ngày hoặc 5 ngày chúng ta sẽ đánh giá lại. Và một cái khuyến cáo khác của Hội Tai Mũi Họng của Mỹ vào 2015 thì họ cũng cho rằng là cái amoxicillin kết hợp với clavulanate là một chỉ định liệu pháp đầu tiên cho những bệnh nhân người lớn khi mà có một cái viêm mũi xoang có vi khuẩn, điều này đồng nghĩa là một cái viêm mũi dị ứng mà có bội nhiễm hoặc là chúng ta nghi ngờ có vi trùng. Thì cái liều của người lớn thì có hai cách sử dụng, đó là dùng cái liều mà 625mg 3 lần một ngày hoặc là chúng ta sử dụng liều 1g 2 lần một ngày, cũng là một trong những cái liều pháp chọn lựa đầu tiên. Hiện giờ thì theo khuyến cáo của Bộ Y tế là thường phải bắt buộc chúng ta phải chọn cái kháng sinh first choice, nghĩa là chúng ta phải có rõ ràng trong những cái phác đồ điều trị. Và tại bệnh viện của chúng tôi, Bệnh viện Tai Mũi Họng Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang hướng tới cái khuyến cáo này. Cái vấn đề thứ hai, cái vấn đề quan trọng nữa là chúng ta bắt buộc phải hạn chế và loại bỏ dị nguyên. Thì trong một nghiên cứu của tác giả Lê Phạm Lê Di của cái hội miễn dịch của Trường Đại học Y Dược mới báo cáo vừa rồi, thì đó là cái tỷ lệ nhiễm hai con mạch nhà, cái tỷ lệ rất là cao, có thể là hơn 90%. Thì đây cũng là một cái cảnh báo rất là hay để chúng ta có một cái hướng vệ sinh và chúng ta phòng tránh nó như thế nào. Và cái nguyên nhân thứ hai mà cũng hay gặp đó là cái ô nhiễm môi trường, không khí, rồi những cái dạng nấm mốc trong nhà, tiếp xúc với thú cưng, đồ ăn, thức uống và xảy ra bên ta, như những cái nguyên nhân mà tôi đã trình bày ở trên. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế, sức khỏe.